Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về trải nghiệm ánh sáng trong thiền định. Có nhiều loại ánh sáng khác nhau xuất hiện trong quá trình thiền định do sự tập trung. Ban đầu là một ánh sáng trắng, có kích thước bằng đầu đinh ghim sẽ xuất hiện ở giữa trán, giữa hai lông mày. Bạn sẽ nhận thấy khi nhắm mắt, các ánh sáng có nhiều màu khác nhau: trắng, vàng, đỏ, khói, xanh dương, xanh lục, ánh sáng hỗn hợp, nhấp nháy như tia chớp. Những ánh sáng này xuất hiện trong không gian tinh thần. Màu sắc bạn thấy trong thiền định phụ thuộc vào yếu tố nào đang tác động nhiều nhất đến bạn. Trái đất màu vàng, nước màu trắng, lửa màu đỏ, gió màu xanh lá cây và không gian có màu xanh lam. Ánh sáng vàng và trắng rất thường thấy, ánh sáng xanh và đỏ hiếm khi. Thường xuyên có sự kết hợp của ánh sáng trắng và vàng. Ban đầu, những quả cầu ánh sáng trắng nhỏ lơ lửng trước mắt tâm trí. Khi bạn lần đầu tiên quan sát điều này, hãy yên tâm rằng tâm trí đang trở nên ổn định hơn và bạn đang tiến bộ trong sự tập trung. Sau vài tháng, kích thước của ánh sáng sẽ tăng lên và bạn sẽ thấy toàn bộ ánh sáng trắng lớn hơn mặt trời. Trong thời gian đầu, những ánh sáng này không ổn định. Chúng đến và biến mất ngay lập tức. Chúng lóe ra từ phía trên trán và từ hai bên. Chúng gây ra những cảm giác kỳ lạ về niềm vui và hạnh phúc tột độ, và có một mong muốn mãnh liệt về việc nhìn thấy những ánh sáng này. Khi bạn thực hành đều đặn và có hệ thống trong 2 hoặc 3 giờ vào buổi sáng và 2 đến 3 giờ vào ban đêm, những ánh sáng này xuất hiện thường xuyên hơn và duy trì đều đặn trong một thời gian dài, nó sẽ thúc đẩy bạn kiên định với thiền định. Nó cũng cho bạn niềm tin mạnh mẽ vào các vấn đề siêu vật lý. Sự xuất hiện của ánh sáng biểu thị rằng bạn đang vượt qua ý thức vật lý. Bạn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi ánh sáng xuất hiện. Bạn đang ở giữa hai mặt phẳng. Bạn không được lắc cơ thể khi các ánh sáng này xuất hiện. Bạn phải hoàn toàn ổn định. Bạn thở nhẹ, rất chậm. Người có chế độ ăn vừa phải, người đã kiềm chế được cơn giận, người đã từ bỏ mọi tình yêu, người đã khuất phục đam mê của mình, người đã từ bỏ chủ nghĩa vị kỷ của mình, người nào không ban phước cho bất kỳ ai, cũng như không lấy bất cứ thứ gì từ người khác, một người như vậy, trong khi thiền định, sẽ cảm nhận được ánh sáng hình tam giác. Đôi khi trong lúc thiền định, bạn sẽ thấy một ánh sáng chói lọi rực rỡ. Bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi nhìn vào ánh sáng này. Bạn sẽ bị buộc phải rút tầm nhìn tinh thần của mình ra khỏi ánh sáng này. Ánh sáng chói lọi này là ánh sáng phát ra từ trong tim. Bạn sẽ thấy vị thần của mình xuất hiện để khuyến khích bạn. Bạn sẽ thấy các thiên nữ với nhiều nhạc cụ khác nhau trên tay. Bạn sẽ thấy những vườn hoa xinh đẹp, những tòa nhà nguy nga tráng lệ, những dòng sông, những ngọn núi, những ngôi đền vàng, cảnh đẹp như tranh vẽ, không thể diễn tả hết được. Đôi khi trong lúc thiền định, bạn sẽ nhận được những ánh sáng rất mạnh, chói lọi, lớn hơn cả mặt trời. Ban đầu, chúng đến và biến mất nhanh chóng. Sau đó, chúng ổn định. Chúng trở nên cố định trong 10 hoặc 15 phút hoặc nửa giờ, tùy theo sức mạnh và mức độ tập trung. Đối với những người tập trung vào khoảng trống giữa hai lông mày, ánh sáng xuất hiện ở trán. Trong khi đối với những người tập trung trên đỉnh đầu, ánh sáng hiển thị trên đỉnh đầu. Ánh sáng mạnh mẽ và chói lóa đến nỗi, đôi khi bạn phải rút mình ra khỏi việc nhìn vào nó và phá vỡ sự thiền định. Một số người sợ hãi và không biết phải làm gì và làm thế nào để tiếp tục. Bằng cách thực hành liên tục
tâm trí đang tập trung sẽ quen với nó và nỗi sợ hãi sẽ tan biến. Một số người tập trung vào trái tim, một số tập trung vào giữa hai lông mày và một số tập trung vào đỉnh đầu. Sự thực hành ổn định và thường xuyên là rất cần thiết. Những sinh vật và đối tượng mà bạn tiếp xúc trong thời kỳ đầu của thiền định thuộc về thế giới trung gian. Chúng tương tự như con người, trừ một chiếc áo khoác ngoài. Họ có ham muốn, tình yêu, sự hận thù, giống như con người có. Họ có thân hình đẹp, họ có thể di chuyển tự do, họ có quyền năng vật chất hóa, phi vật chất hóa, tầm nhìn thấu thị. Những hình dạng đẹp là những hướng dẫn tinh thần cao hơn, những người xuống để chỉ dẫn và khuyến khích bạn. Đôi khi, bạn sẽ cảm thấy một sự trợ giúp vô hình khi bạn thực sự được thúc đẩy cơ thể vật chất sang một bình diện mới. Sức mạnh vô hình đó hỗ trợ bạn tách khỏi cơ thể và vượt lên trên ý thức cơ thể. Bạn sẽ phải đánh dấu cẩn thận tất cả các thao tác này. Đừng lãng phí thời gian của bạn khi nhìn vào những tầm nhìn này. Tất cả đều là những lời khuyến khích thuyết phục bạn về sự tồn tại của các thực tại siêu hình. Ngay khi bạn đi ngủ, những ánh sáng này sẽ tự hiển thị mà không cần bạn phải gắng sức. Ngay khi bạn sắp vượt qua ý thức vật lý, ngay khi bạn đang buồn ngủ, những ánh sáng này xuất hiện mà bạn không cần cố gắng. Cũng vào buổi sáng, trước khi bạn thức dậy, trong giai đoạn chuyển tiếp nửa mê nửa tỉnh, bạn sẽ tự nhận lại những ánh sáng này mà không cần cố gắng. Đôi khi trong lúc thiền, bạn sẽ thấy bầu trời xanh vô hạn, không gian thanh tao. Bạn sẽ thấy mình trong không gian xanh như một chấm đen. Hình thức của bạn đôi khi sẽ xuất hiện ở trung tâm của ánh sáng. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy các hạt có độ rung cao, xoay tròn trong ánh sáng. Bạn sẽ thấy các dạng vật chất, dạng người, trẻ em, phụ nữ, nam giới trưởng thành. Các hình ảnh có thể là chủ quan hoặc khách quan. Đó là phản ứng tinh thần của chính bạn hoặc của thực tại trên các mặt phẳng tốt hơn của vật chất. Vũ trụ bao gồm các mặt phẳng vật chất có mật độ khác nhau, các rung động nhịp điệu ở nhiều mức độ khác nhau, làm phát sinh các mặt phẳng khác nhau. Chúng có thể hoàn toàn là tưởng tượng, chúng có thể là kết tinh của suy nghĩ mãnh liệt của bạn. Bạn phải phân biệt trong thực hành thiền định, ghi nhận lại tất cả và nhờ sự trợ giúp cần thiết. Ánh sáng là của riêng bạn và không phải từ bên ngoài, nó từ bên trong bạn. Đây là ánh sáng của tâm hồn bạn và nó không tách rời bạn. Mỗi người trải nghiệm một loại ánh sáng khác nhau. Ánh sáng là một dấu hiệu của sự tiến bộ tâm linh của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage Twinflame 1177 Linh Hồn Song Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.